Wow, thích không? Được. Mình đang đi trên túc túc đời phiên bản đời mới hiểu không? Có gắn gắn điện, gắn nhấp nháy motor điện. Trưa mai nắng thì chúng ta sẽ ăn gần khách sạn. Tiếp theo đây là tôm. Đây đường phố Phuket đây mọi người ơi. Phuket Bangkok vào lúc 00:27. Thế mà đường phố nó vẫn như này đấy mọi người ạ. Đầu tiên thì mình sẽ thử món salad trước nha các bạn nhé. Sốt của nó là sốt chua ngọt. Có đi ra phía ngoài biển kia không? Các bạn ơi, hiện tại mình đang nghe nhạc Việt Nam. Mình thấy bạc thái rất là ngon. Cho anh thử ít bạc thái cơ. Nói chung ở đây các món làm đều tay các bạn ạ. Món nào cũng dễ ăn. Chúc mừng vì thời tiết thì rất là mát mẻ, dễ chịu nha các bạn nhé. Ở đây có trứng hốp này, khoai tây này, súp kem này phải. Có cả đậu đỏ này. Còn đây là sampa này. Còn đây là các loại gia vị này. Đồ ăn đỉnh được các bạn. Ăn sáng mà ngon thật. Năm sao cũng khác. Xin chào mọi người đi Khôi. Xin chào các bạn. Vậy là mình đã đến sân bay của Thái Lan. Hiện tại vợ chồng mình đang đi vào bên trong để làm thủ tục chuyển máy bay đi đến Phuket. Mua sim ở đâu? Anh hỏi chỗ information này đi. Khôi ăn gì? Ok. Tính tiền. Đi ăn burger không? Đi ăn burger đi, nhanh 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 nhanh. Kìa em kìa. Quay lại đây để em chạy xe. How old is he? One year old. Chiều nay nhà mình sẽ bơi ở đây, ok không? Đẹp phết chứ nhở, sếp nhở? Su nhà mình nhận phòng nha. Mở cửa nào anh ơi. Wow, thích không? Trông giống cổ cổ nhở? Còn ban công à? Suy ơi! Hi, xin chào các bạn. Bây giờ bọn mình đang ở con phố chợ đêm ở Phuket, Thái Lan. Bây giờ thì bọn mình đang trên đường đi ăn và các bạn nhìn này, ở cảnh ở phía sau mình rất là nhộn nhịp. Ở đây thì hàng quán rất là đông này, sầm uất này. Và sau khi mà hết Covid mở cửa dịch thì mình cảm giác như là tất cả mọi người đổ xô về Thái Lan rất là đông. Đấy, bây giờ mình sẽ quay cho các bạn xem những cái con phố, những cái đường này, hàng ăn nhá. Đấy, rất là nhiều. Mình đang đi trên túc túc đời phiên bản đời mới hiểu không? Có gắn gắn điện, gắn nhấp nháy motor điện. Ngày xưa mọi người hay nghĩ là túc túc là giá chém, nhưng mình thấy là bây giờ nó hợp lý rồi. Không mặc cả đâu. Đấy. Nhưng mà cũng thấy là hay là Bangkok thì mới bị Bangkok bị thôi. Bangkok bị thử xem giá nó có Bangkok túc túc thì bị đắt nhiều
Còn như này mình thấy nếu mà đông người như này đi rất là hợp lý nha mọi người. Và cả không bị tách đoàn ấy. Xong rồi giá rẻ mà thoáng nữa, trẻ con đi nó thích. Bây giờ thì sẽ đến một cửa hàng ăn. Tối nay mà mình chỉ ăn cơm bình thường thôi. Này nhưng mà cái đường phố của nó đi kiểu như cảm giác như nó mấp mô mà nó cao đồi như này, mà lên đây mà nó quy tụ hết được shop này, chính nó cũng giỏi nhỉ. Hiện tại thì mình đang ở quán ăn có tên là Honeymoon. Có thể là vì là cái tên của nó là Honeymoon cho nên là ở đây là người ta sẽ trang trí cái kiểu giống kiểu ở trong một khu vườn ấy. Xong có nến này, đấy, sẽ có những cái nến này ấy quanh. Và ở đây nó sẽ có những cái hàng cây rủ kiểu tạo cảm giác cho các cặp đôi tuần trăng mật. Và cái quán này nó rất là nhiều món nha các bạn nhé. Các bạn nhìn này, cái menu của nó cực kỳ nhiều món luôn. Và đặc sản ở Thái Lan thì tất cả là các món đều có hay liên quan đến tôm. Đấy, rất nhiều món nha mọi người nhá. Mực xào này, tôm. Xin chào mọi người, hiện tại mình đang ở một quán ăn ở biển bãi biển Bao Tong. Mình thấy quán này được đánh giá cao, thì mình ăn thử xem ẩm thực của Thái nào. Đây là bữa ăn đầu tiên của nhóm mình ở trên đất Thái. Đây, nào quay cận đi nào. Nâng cấp, chúc mừng ạ. Yeah, cheese. Nào quay nào, quay lại nhá. Cheers. Lại chi tiếp. Chi là phô mai. Đây là món chicken wing, cánh gà. Mình đang chờ Susu review nhá các bạn nhá. Susu cho hỏi cảm giác nào. Ngon đi. Ngon. Ngon nào. Ngon đi. Ngon. Thank you. Các bạn ơi, bây giờ mình ăn thử đầu tiên là món cánh gà. Cánh gà các bạn. Nước chấm kiểu như là nước mắm tỏi ớt các bạn ạ. Nước kho bóng tỏi ớt. Nước mắm tỏi ớt này giống ở Việt Nam nhỉ? Thì chưa xin ra mà. Nói về cái gà này thì vỏ nó giòn. Ướp đậm đà. Thịt mềm các bạn ạ. Không hôi, thơm. Nói chung là ngon. Rất là thơm. Thịt tươi, ăn cảm giác sạch sẽ. Khôi cũng thích ấy. Khôi thích đúng không? Này, uống thử cái nước canh này. Nước canh cốt dừa. Nước canh cốt dừa các bạn. Cho nên riêng cái này anh phải chọn kỹ. Mày ăn thử nước canh cốt dừa. Cái này phải có cay vào ăn mới ngon. Có hẳn cũng con tôm này. Tôm tươi. Đây là những cái nấm à? Ở đây món gì lớn nhất, trẻ con chỉ có cánh gà với thịt rang thôi. Đúng không? Có thêm gì cho nó không anh? Hello. Có xong cánh gà nữa đi. Món mới đây mọi người ơi. Món này là món mực xào các bạn ạ. Đấy. Mình ăn thử nhá. Còn đây là món nộm này. Gọi thêm gà nữa. Đấy. Mực rất là tươi mà mềm, mực ngon. Nhưng mà cái sốt thì hơi lạ nhé. Sốt này nó chua chua. Sốt chua ngọt này mình chưa ăn bao giờ. Cái này thì tùy khẩu vị thôi. Mình thì thấy cũng được. Nói chung là cái canh nó ăn cũng ngon các bạn, tỉnh người đó. Cái canh cốt dừa này ngon. Mình đi với trẻ em nên mình bảo người ta không cho ớt. Nhưng mà ăn đã ngon này rồi. Đúng kiểu của Thái là phải hơi cay các bạn ạ. Nó sẽ ngon hơn, nó có chua chua. Nhưng mà vẫn là có chua ngọt nhá. Canh này là nó giống bát canh. Tức là nhân nó giống nhau nhưng chỉ tổng là nước của nó ấy, là nước chua ngọt. Còn đây là nước này là nước cốt dừa. Đấy. Bây giờ mình sẽ ăn thử nhá. Còn nhân thì giống nhau. Các nhân ở trong thì giống nhau. Có tôm, có mực. Thử cái nước này. Cái nước này cũng ngon nhưng mà cái nước này chuẩn là nếu cay thì ngon lắm. Xong muốn xào mình ăn thử. Ngon lắm. Đây băm đây. Con này bé thôi.
Nhưng mà may ở đây rất là giòn mọi người. Nó vẫn còn phục vụ mình kiểu này chứ ở nhà nhá. Đâu có sao giòn lắm. Không có đâu. Các bạn ơi, may quá. Lúc đầu mà mình mới đến cái ngõ này thì mình hơi bị phân vân. Tại vì tại sao lại đi vào cái ngõ này thấy nó văng vắng. Mình sợ cái quán này nó không ngon. Tại vì thật ra là review ở trên mạng. Nhưng mà đúng là mỗi người có một khẩu vị các bạn ạ. Có nhiều khi là rất nhiều người khen, nhưng mà chưa chắc đối với mình nó đã hợp khẩu vị. Nhưng mà phải công nhận là hôm nay mình ăn thử ở đây và mình thấy là bếp rất là đều. Món nào lên cũng ngon, kể cả rau muống xào giống Việt Nam cũng rất là ngon các bạn ạ. Và đặc biệt là các bạn nhỏ thì cực kỳ thích cái món gà rán như này. Ở vỏ ở ngoài của nó rất là giòn. Mình cảm giác là nó còn ngon KFC các bạn ạ. Vỏ ngoài nó rất là giòn các bạn nhé. Mà thơm, nêm nếm vừa phải, không bị mặn và cũng không bị nhạt. Cho nên là các bạn nhỏ rất là thích. Đấy, cắn vào một cái miếng gà nó rất là giòn. Đấy các bạn thấy không? Nó rất là giòn. Cái miếng gà nó giòn, nó kêu ra. Mà cái thịt nó rất là thơm và nó không hề bị hôi. Ngày mai thì mình sẽ ăn thêm nhiều quán nữa để mình có thể review và sẽ cho các bạn thêm nhiều ý kiến. Tiếp theo đây là tôm. Chiên tỏi. Đấy các bạn nhìn này, con tôm người ta làm rất là to này. Thứ nhất là tôm to này, tươi này. Và cái tôm này thì được bóc vỏ. Lại còn làm rất là điệu nhá. Đấy. Xoắn cho tôm cho nó xoắn lại này. Và tẩm bột, xong rồi chiên, rồi ướp gia vị. Bây giờ mình sẽ ăn xem là cái vị của nó như nào nhá. Ồ, cái tôm này ngon lắm, thưa bạn thử đi. Tôm thì rất là tươi, cũng không phải đến nỗi dở. Nhưng mà tại vì cái tỏi chiên của cái tôm này, người ta bị chiên tỏi nó hơi bị quá, nó bị cháy, cho nên là nó bị có vị đắng. Thành ra là tôm nó bị giảm mất độ ngon nhá. Ngon nhờ. Bây giờ mình sẽ tiếp tục test đến món cuối cùng. Thật ra bây giờ no lắm rồi, nhưng mà nhìn món nào cũng muốn thử. Nên hôm nay là sẽ test thêm cái món cá chiên à? Cá chiên gì? Cá chiên thôi à? Cá chiên. Và có một cái sốt Thái tưới lên đây. Mình không biết là sốt gì, nhưng bây giờ ăn để xem là vị của nó như nào nhá. Cá thì mình cảm giác là như kiểu là hấp qua xong nướng. Còn cái sốt này là sốt mặn, chua mặn. Đấy. Kiểu ăn kiểu dễ ăn, nhưng mà cái cá của nó thì nó ngon ở cái cá nha các bạn nhé. Vì cái cá của nó là kiểu cá tươi, cá kiểu tươi thơm, nó không bị tanh. Trưa mai nắng thì chúng ta sẽ ăn gần khách sạn. Hôm nay là cứ muốn là tìm quán nào nó cơm nó cũng kiểu tín. Như này nữa chả. Nhà mình đang chuẩn bị ngủ thì Khôi lại bảo đói. Thì bây giờ mình không có cách nào, đành xuống siêu thị 7-Eleven ở dưới này. Mọi người đi cùng chúng mình nhá, để xem ở siêu thị ở Thái Lan này có cái gì nhá. Bây giờ mình đang chờ thang máy đây. Chào mọi người, cookie. Ngày mai nhà mình sẽ xuống đây bơi mọi người ạ. Ban ngày ở đây rất là đẹp nhá. Mai mình sẽ review bể bơi cho mọi người xem nhé.
đẹp chưa? Chị kia đang quay con mèo cho con mèo ăn. Phuket Bangkok vào lúc 00:27. Thế mà đường phố nó vẫn như này đấy mọi người ạ. Tất nhiên là nó đã vắng đi rất nhiều rồi, nhưng mà hơn 12 giờ đêm rồi đấy. Như này là mà vẫn bao nhiêu người đi ngoài đường. Như này là 11 giờ đêm ở Hà Nội đấy mọi người. Các bạn ạ, 12:28 rồi mà bao nhiêu người vẫn đang đi ngoài đường. Đây, siêu thị ở 7-Eleven nó như này đây. Nó cũng có nhiều loại bim bim nhưng mà đúng là mình không biết nó là loại gì mọi người ạ. Đây là khoai tây này. Đấy. Cái gì? Có rất nhiều loại kẹo. À, có Oreo đây. Oreo thì ở Việt Nam mình có. Ăn mì á, mua mì đi. Đây là mì nè. Các loại mì nè. Mua mì nhá cô nhá, trẻ con. Doraemon thì chắc là không cay đấy, tuổi trẻ con mà. Rồi. Màu để bố xem. Có món ăn này nhưng mà nhà mình không có bát. Màu xanh, nó thích màu xanh. Tư ăn không? Mua sẵn cho nó mấy hộp đấy hả? Đi, đây mình tiền. 12 giờ hơn rồi các bạn ạ. Bây giờ cơ bản là đường phố không còn gì các bạn ạ. Vắng rồi. Thời gian nhanh thật. Nhanh nhỉ em nhỉ? Mình nằm một tí 12 giờ. Không hiểu có YouTuber nào đã review cho các bạn khu kẹt 12 giờ chưa? Hồi lâu nào đi đầu tiên. Thế nhanh nhá. Ôi, nó không đi chậm được chứ đừng nói bảo mắt nó ngồi một chỗ. Bắt nó ngồi một chỗ rồi nó lại phải để tivi cơ. Đúng là không tốt cho trẻ em. Trẻ em tuổi này nó phải hiếu động để nó vận động. Tốt cho cơ bắp. Tốt cho sức khỏe phát triển. Nhưng mà bây giờ sinh ra rất nhiều thứ nào là điện thoại, nào là tivi làm cho trẻ em nó không phát triển được. Nó cứ ngồi ì một chỗ. Xin chào tất cả mọi người. Hiện tại mình đang ngồi ở trước cửa khách sạn của mình để ăn sáng. Hôm qua hơn 2 giờ sáng chưa ngủ mọi người ạ. Mà bây giờ là 9:42 rồi. Ở đây đúng là thành phố không ngủ ấy các bạn. Hôm qua mình là quay một video là 12:30 đêm ở đường phố vẫn rất là đông đúc. Mình đi ra siêu thị mình mua đồ cho con mà vẫn rất là đông. Mà ở đây nhá là khách sạn họ cho ăn từ 7 giờ sáng đến 11 giờ trưa cơ mới đóng quầy. Bình thường ở các nơi khác mình thấy tầm 10 giờ là muộn lắm rồi. Ở đây có 11 giờ gần trưa luôn mà vẫn còn phục vụ ăn sáng. Tức là ở đây phục vụ cho rất đa số là những người ta dậy rất là muộn các bạn ạ. Thành phố này đúng là thành phố ăn chơi ấy. Chỗ khách sạn của mình ngay mặt đường các bạn ạ.
là nhà hàng ăn sáng. Đi thẳng sang bên kia là bờ biển luôn. Khách sạn rất là trung tâm mọi người ạ. Bên kia là bãi biển. Nhiều người đang tắm biển bên kia rồi kìa. Rồi mình sẽ vào lấy đồ để ăn sáng. Đi thẳng vào trong này là bể bơi của mình nhá. Đây mình xem có cái gì. Đây là miến xào này. Miến xào trứng này. Tí nữa mình sẽ thử. Bát Thái, người ta gọi là bát Thái. Còn đây là cá này. Đây là rau à? Rau lạ nhỉ. Rau làm thành viên luôn. Còn đây là chữ gà. Có ở quầy rán trứng này. Đây là quầy tráng miệng này. Đây là quầy bánh mì này. Mình muốn thử thêm nước gì đây. Nước dứa. Nước dứa ngon. Có cả máy pha cà phê này. Máy cà phê về to luôn. Thời gian nhanh quá nhỉ. Chúng ta ở mấy ta một 400 đi. Biển nó thế mà cảm giác chơi nhanh lắm. 400 đi rất thích nhỉ. Sao đi biển ra phải đi một tuần. Này chín đỏ đấy là vui đấy nhá. Khi chán thì muốn về nhanh. Mặc câu là đi cái nhiều người có ông anh bảo không đi 6 đêm đi nhiều đấy đi Thái làm gì mà đi 6 đêm mình nghe bảo em đang sợ ít đây này 6 đêm mình đi tận 2 nơi đấy di chuyển hơi nhiều à đây nói khôi khôi đẹp tai khôi đẹp tai ơi cả đây chọn đồ ăn nhá khôi đẹp tai nhá chào mọi người đi con chào mọi người nhá. Nào hai bố con tôi hôn nhau cái ha. Đấy. Bạn bắt đầu. Hello, xin chào các bạn. Đây là ngày thứ hai mình ở Phuket. Xin chào các bạn. Đây là ngày thứ hai. Xin chào các bạn. Xin chào các bạn. Đây là ngày thứ hai gia đình mình ở bãi biển Phuket thuộc Phuket. Bãi biển Ba Tong. Ba Tong. Xin chào các bạn. Hiện tại thì mình đang ở khách sạn. Xin chào các bạn, hiện tại thì mình đang ở bể bơi của khách sạn Ba An Lai Mai. Xin chào các bạn, hiện tại thì mình đang ở bể bơi của khách sạn Ba An Lai Mai thuộc bãi biển Phuket, bãi biển Bangkok. Kém đâu. Lại nhờ. 1, 2, 3, bắt đầu. Xin chào các bạn, hiện tại thì mình đang ở tại bể bơi của khách sạn Ba An Lai Mai, bãi biển Phu Tong, bãi biển Ba Tong. Xin chào các bạn, hiện tại thì mình đang ở tại bể bơi của khách sạn Ba An Lai Mai, tại bãi biển Ba Tong và thuộc Phuket. Đúng rồi, bạn giỏi quá. Đây là ngày thứ hai thì mình ở tại khách sạn. Đang định đi bơi nhưng mà rất là tiếc thì hôm nay thời tiết hơi xấu thì trời mưa cho nên là kế hoạch đi bơi bị đổ bể nhưng mà thôi không sao mình vẫn còn tại còn tận 4 ngày nữa cho nên là mình sẽ có nhiều thời gian để đi bơi sau nhưng mà bây giờ mình sẽ cho các bạn xem cái khung cảnh khuôn viên của bể bơi khi mà trời mưa nhé. Hello mọi người, chúng mình bây giờ đang đi ăn hải sản ở đây nhá. Xem như thế nào. Ngoài tầm mô đi ạ. Không. Đây, cả đoàn mình đang đi ra chỗ ăn. Trời lại hơi mưa. Đường phố Phuket đấy. Bây giờ là 5 rưỡi chiều.
mưa rồi nhanh nhỉ. Hello, xin chào mọi người. Hiện tại mình đang ngồi ở một cái quán ăn ở Phuket. Quán này tên là Summer Seaside Restaurant. Mình dịch tạm là nhà hàng mùa hè ven biển. Nhà hàng này nhà hàng bán đồ Âu các bạn ạ. Có bít tết này, mì Ý này, rồi là gà bỏ lò này, những món Âu các bạn ạ. Chính ra là mình định đi ăn quán hải sản địa phương, nhưng mà bởi vì là đang trên đường đi thì mưa to quá nên tạt vào đây luôn. Nhưng mà ở đây view khá là đẹp các bạn ạ. Mình đang ngồi tầng 2 mà có thể nhìn ra biển được luôn. Chỉ tội là đây cũng hơi nhiều cây chắn tầm nhìn nhưng mà vẫn nhìn thấy biển. Bây giờ mình sẽ review cho các bạn xem nhé, là xem quán ở đây ngon không. Ok, yeah. Đầu tiên thì mình sẽ thử món salad trước nha các bạn nhé. Hôm nay là mình gọi cái món salad này là salad cá ngừ à? Cái này là cá ngừ đúng không? Salad cá ngừ này có một số rau rất là lạ nha các bạn nhé. Bắp cải. Giờ mình sẽ ăn thử đây. Đúng không? Ừ. Vị rất là lạ nha các bạn nhé. Không biết là do gì à? Cái sốt của nó là sốt chua ngọt. À không, sốt chua mặn. Cái sốt của nó là sốt chua mặn. Đây là miếng cá ngừ. Cái miếng trứng lòng đào đang đẹp đi. Cá ngừ sao? Cá ngừ tươi đúng không? Cá ngừ rất là tươi. Cá ngừ này thì kiểu đó hụt khói các mặt xung quanh rồi. Ở trong thì vẫn là đỏ nha mọi người. Nên là chắc là ai ăn được sống. Nhưng mình thấy cái sốt của nó rất là vừa miệng ấy. Sốt rất là vừa. Cái này là cái gì đấy? Nó có mấy cái đây này, nó chính là cái này. Cái này không phải rau cải rồi, nó là một cái loại rau nhiều lớp như kiểu atiso ấy nhỉ. Như kiểu măng ấy. Măng. Nào. Có chua chua ấy. Măng thôi. À đây là măng củ ấy. Măng củ nhá các bạn nhá, măng rất là to. Đây là một món cá mới mọi người nhá, nướng này. Ngon á, chụp ảnh trông đã thấy ngon. Mình cảm thấy màu sắc là rất là đẹp rồi. Tiếp theo thì mình sẽ thử cái món gà này nha các bạn nhé. Mình sẽ làm nhỏ kiểu gà non đi, hơi lớn. Nửa con gà này bằng một bàn tay. Nửa con gà đúng không, một bàn tay luôn. Ăn thịt nó sẽ rất là mềm. Thử sốt đi. Cái sốt chua đúng không? Là đồ Tây này thực sự mọi người phải cái sạch vị ấy. Mình thì bọn mình không chuyên đồ Tây lắm đâu. Mình có các cái tên riêng và gia vị riêng của đồ Tây ấy. Mình cũng là dễ ăn. Cái sốt này nó có rắc cái hạt gì ấy? Cái hạt gì mình không hiểu là... Kiểu mè. Không phải mè. Cái này không phải mè, ăn nó còn hơi... Thế nên là đồ Tây, gia vị mình không sành đâu. Ừ. Rất là nhiều gia vị khó. Có một cái gia vị, mình không biết gọi là tên là gì. Nhưng mà nó có rắc cái hạt. Và cái sốt này của mình đoán chắc là sốt của nước hầm gà. Xong rồi mix thêm gia vị vào. Đấy, Tây nó có rất là nhiều cái gia vị gia giảm. Vẫn có món Thái. Chúc mừng ngày thứ hai. Bọn mình chủ yếu đi du lịch là nghỉ dưỡng nhiều, không kiểu lang thang rồi lôi con cái ra trời nắng kiểu vật vờ là chung là chủ yếu là ăn ngủ nghỉ. Nhưng mà du lịch thì mỗi người có nhu cầu khác nhau. Bây giờ mình sẽ thử cho các bạn miếng cá nha. Đây nhá, bây giờ mình sẽ thử một miếng cá. Tại vì mình thấy cá ở đây rất là tươi ngon, cho nên là mình sẽ thử xem là bố ơi, cầm lên cái bố ơi. Da cá mềm, thịt mềm, thơm. Nói chung là món cá ở đây rất ngon. Cá này kiểu nó tươi nha các bạn nhá. Ăn cái vị của nó ngọt nữa, nó có cái độ ngọt. Mà nó không bị mặn quá, cũng không nhạt, nói chung là rất là vừa, nêm nếm rất là vừa.
Xong rồi nướng kèm một ít rau củ quả. Thế là hành ra là cái nước của rau củ quả nó tiết ra cá, nên là cá nó lại sẽ có hơi vị ngọt ngọt thanh thanh. Ok, vậy là mình đã review những cái món ngày hôm nay. Thật ra mình cũng không phải là một người chuyên nghiệp trong cái vấn đề review, cho nên là nhiều khi là có thể là diễn tả nó chưa được chuẩn thì các bạn thông cảm nhá. Tiếp theo các bạn sẽ đi thăm khám phá với mình chợ đêm ở Pa Tong như thế nào nhá. Bye bye. Bây giờ cả nhà mình sẽ đi xe này là xe túc túc nhá. Đi tung túc ở đây gần em còn xịn nhá, bóng bạc mạc, vẫn nhiều xe làm. Thấy bạn mình bảo ở đây tung túc cứ lên là 200 bạc các bạn ạ. Bạn mình bảo là khấu cửa 200, nghe như là chơi bóng bạc cây ấy. Thì lên xe là 200, gần là 200 một pha thì chắc là nhân lên 200 là 140 nào. Cứ 140.000 một lần các bạn ạ. Nhưng mà nếu mà đi đông thì lại lợi, chứ bây giờ đi một nhà thì bị đắt. Đúng rồi. Đông thì lợi. Nói chung là đi đông này thì sẽ là chú lợi luôn các bạn ạ. Chú Nick đi mùi. Cái gì? Anh em phải đi xem, anh em phải đi bắn súng thật đấy. Nếu mà người lớn không đi thì đi tập bắn súng thật. Nó có cái trường bắn ở Phuket. Thế con bắn gì ạ? Thủy cung này. Mỗi nhà hai cửa, 03 và 04, mỗi nhà hai phòng nhá. Thư với Khôi một phòng, bố mẹ một phòng. Ui, bên này đẹp hơn. Ui đẹp thế. Ui xịn thế. 7 triệu rồi ông Mai. Tôi ngủ mình không ai đi. Xin chào tất cả mọi người, hiện tại mình đang ở khách sạn Sheraton ở Phuket. Hôm nay là một buổi chiều rất là đẹp, cả nhà mình sẽ ra bể bơi để chơi mọi người ơi. Ở đây có bể bơi có hai khu nhá, một khu này rất là rộng, có bể bơi xung quanh luôn. Còn một khu nữa thì ở đằng ngoài, đi qua cái sảnh này là khu nhìn thẳng ra đường, nhìn sang biển luôn. Đây là một khu gọi là trong nội khu. Đây mọi người ơi. Đây. Đây, cả nhà mình đi khám phá ở đây mọi người nhá. Đây có một cái cầu để bắc qua bể bơi này. Nhìn rất là hay nhá. Nước thì rất là trong. Những cái phòng này là có thể mở cửa ra bơi luôn này. Nhưng mà những phòng này thì không có family room, là không có cho trẻ em, thành ra là mình không thuê được. Đấy. Rất nhiều người Tây họ muốn tắm nắng ở đây. Đây là nhà gia đình Mai Lợi đây. Gia đình Mai Lợi đã xuống rồi. Thải nào lúc đi qua phòng gọi không trả lời. Có đi ra phía ngoài biển kia không? Đây, bây giờ chúng mình sẽ đi ra bể bơi ở ngoài phía mặt đường mọi người nhá. Đi qua bể bơi phía mặt đường này thì phải đi qua cái sảnh check in. Hiện tại rất nhiều người vẫn đang check in, check. Mặc dù là bây giờ cũng 4 giờ hơn rồi mà vẫn rất đông người tấp nập đi vào check in. Rồi, ở phía xa xa kìa, mọi người thấy bể bơi chưa?
Đây là hầm để ô tô này. Ở dưới của bể bơi là hầm để ô tô, xe máy. Đây mình đã thấy một cái cầu thang để đi lên. Đi thẳng đây là chúng ta ra thẳng ngoài biển luôn nhá. Đây bật nhạc to nhỉ? Nhạc to quá mọi người ạ. Mình lại không thích nghe nhạc nhảy cho lắm. Đây, nhìn thẳng ra biển mọi người ơi. Nước khá lạnh mọi người ạ. À, đưa phao đây để cho vui. Mọi người ơi, ở ngoài kia nhạc to quá, chỉ hợp người lớn thôi. Nhà mình lại quay vào bể bơi dưới nội khu này. Con cho hẳn xuống đi, nó không lạnh. Xuống. Quen chưa? Khôi quen chưa? Con quen rồi, hết lạnh rồi. Đấy, một lúc sau nó sẽ quen. Khôi có đeo kính không? Có. Đây, vừa đeo cho. Hà ơi, chụp ảnh không? Các bạn ơi, bây giờ mình sẽ chụp ảnh cho vợ mình nhá. Bây giờ chụp bằng máy cơ nhé. Hello, xin chào các bạn. Hiện tại thì mình đang ở tại bể bơi của khách sạn Sheraton. Bây giờ thì mình sẽ quay cho các bạn là cái quang cảnh của bể bơi ở đây nó có những gì nhá. Mấy bé nhà mình là nó rất là thích đi bơi, cho nên là cái lựa chọn đầu tiên của vợ chồng mình đó là hay là chọn những cái khách sạn nó có những cái bể bơi đẹp. Tại vì như thế thì các bạn ấy sẽ thích thú hơn. Bể bơi ở đây nhìn nước nó cũng rất là trong. Thích không Khôi? Đó. Bể bơi ở đây thì nó sẽ chạy một vòng tròn. Đấy, một vòng tròn riêng nhá. Và nó sẽ có một cái khoảng giữa này thì là những cái chiếu nghỉ để cho mọi người có thể là nằm dài ra đây. Nói chung là lên hình thì bao giờ nó cũng sẽ bị trông nó sẽ nhỏ đi. Đây là một dãy nha. Đấy, nó là một dãy. Không sao, tối tí gọi đầu. Ôi, các bạn ơi, bây giờ mới được nằm thoải mái đây, mình vừa phải chụp ảnh xong. Đấy, bây giờ mình sẽ nằm nghỉ ngơi ở đây một chút mọi người ạ. Các con này đang bơi ở ngoài kia. Đấy. Mình nằm đây trông các con thôi. Bây giờ mình sẽ nằm đây chill một chút. Nghỉ ngơi. Hiện tại là một buổi tối rất đẹp trời ở bãi biển Ba Tong, Phuket, Thái Lan. Mình đang ở khách sạn Sheraton. Đây mình chuẩn bị bắt xe để ra quán ăn. Hôm nay mình sẽ review tiếp tục ẩm thực Thái Lan cho các bạn nhá. Xe. Thôi kìa cái xe kia nhở? Kia luôn. Giờ anh ra anh nói chuyện thôi. Nhưng mà đi đâu? Đi đâu á? Hello. Outside. Ok ok. Không nhận. Thôi vào đây ngồi đây để anh gọi cái thằng quen nhá. Can you pick me at the hotel? Ok ok, no problem. Thank you. Bye bye. Nó bận rồi, đi ra ngoài đi. Đây nhóm mình phải đi bộ ra ngoài thì mới có thể gọi xe được mọi người ạ. Mình vừa gọi cho một anh bạn quen mình hay đi xe túc túc, nhưng mà anh ấy bận mất rồi. Ở bên này thì đa số mình từ đầu đến giờ mình toàn đi xe túc túc thôi. Xe túc túc thường là những cái xe tải các bạn ạ. Nhưng mà họ chế cái thùng hàng ở đằng sau thành chỗ ngồi. Mình thấy ở đây họ làm thấy khá thông minh, bởi vì xe tải thì xe tải nhỏ như thế nó thường là rẻ, mà chế như thế ngồi được rất nhiều người. Ở đây rất nhiều xe nên mình không cần đặt như ở Hà Nội hay là Sài Gòn. Đây là một nhà hàng này. Nhà hàng này của Sheraton thì phải. Có cả nhạc sống.
hay là để anh vào thử xem menu với cả giá cả xem nào. Thôi ạ, ăn đây chắc chắn là đã được hôm mai để mai ăn sáng. Ở đây đây, giờ chờ tí. Thôi nhóm mình vẫn quyết định đi ăn quán địa phương các bạn ạ. Dễ ăn và ngon nhất khách sạn. Dễ và ngon. Rồi bây giờ mình đã bắt được một xe túc túc 200 baht để đi ra cách đây 1,8 km. Con lên đi rồi bố lên. Đây xe túc túc đây các bạn nhé. À. Hả? Ok ok. Ok. Đi lên luôn con. Rồi bây giờ mình sẽ đi đây các bạn ơi. Các bạn ơi, hiện tại mình đang nghe nhạc Việt Nam. Nhưng mà thôi, cái này bị bản quyền là cái chắc rồi. Xin chào mọi người, chúng mình đã đến quán ăn. Và hôm nay thì mình sẽ thưởng thức thêm một cái quán mới. Và cái quán này tên là quán Orange Restaurant. Đấy, quán tên là Nhà Hàng Cam. Thì hôm nay mình, đây là một cái quán mà mình cũng thấy ở trên hội nhóm các bạn review rất là ngon. Và mình đến đây thì mình thấy là cũng rất là khá là nhiều khách nước ngoài. Đầu tiên mình sẽ thử cái món tôm dâm này nhá mọi người nhá. Mình ăn ở bất cứ quán nào mình cũng thử cái món này. Vì đây là cái món signature của Thái Lan. Nhưng mà không phải hàng nào cũng ngon. Thì hôm nay mình ăn cái hàng này thì mình thấy là nó khá hơn cái hàng trưa nay. Nhưng mà nó vẫn không ngon bằng hàng hôm đầu tiên. Tức là ở đây thì nó sẽ có vị ngậy này, độ chua, độ mặn. Nhưng mà nó lại thiếu ngọt. Đấy, cho nên là thành ra là nó sẽ không lên được độ ngon của cái tôm dâm này. Nếu mà nó làm nhiều hơn cốt dừa nhiều hơn này. Nó làm cái ở đây nó có cái bột carum hay sao, bột tôm dung ấy. Thì nó làm nhiều hơn thì nó sẽ ngon hơn. Từ đây em lấy cho con đã. Đây là món mì spaghetti với cả thịt nguội. Thì hôm nay là đoàn mình có nhiều trẻ con nên là mình phải gọi những cái đồ dễ ăn như này cho các con. Đây là món mì spaghetti sốt kem nấm mix với cả thịt nguội. Bây giờ mình sẽ ăn thử một miếng nhá để xem hương vị nó nha. Cái bố bé. Cái này thì được. Nếu mà trẻ con thì mọi người có thể gọi cái này cho các con. Tiếp theo thì mình sẽ thử cái món thịt xào với đậu đũa xem ở đây nó xào như nào nhé. Ngon lắm. Nói chung là nên nếm vừa phải. Ăn ngon lắm ạ. Tiếp theo thì mình sẽ review cái món bạch thái này nhá. Đây, mình sẽ review cái món bạch thái này. Bạch thái ngon nha các bạn ơi. Còn đây món nào thì ngon vậy? Đậm đà nhá. Tâm da ngon cực, vừa chua vừa ngon. Sợi chua. Bố vẩy, vẩy chanh rồi. Đó, chó. Dễ cầm ra khỏi chút đi nữa. Tiếp theo thì mình sẽ thử món rau muống xào nha các bạn. Đoàn mình ăn là không thể thiếu rau được. Con ăn cái gì? Ừ. Rau muống nào được? Rau muống thì xào vẫn còn giữ độ giòn. Giòn này. Nhưng mà là không bị sống. Giòn nhưng mà chín nha các bạn nhá. Và nó có cái độ mặn ngọt rất là vừa phải. Mình thấy bạc thái rất là ngon. Cho anh thử đi bạc thái cho em. Có ăn gì? Lợi đưa em xúc đi. Lợi lấy cá hồi cho Mai ăn này. Anh sẽ để thôi cho con này ăn. Bây giờ thì mình sẽ thử sang cái món sườn này xem nó như nào nha các bạn nhá. Đấy, và trước khi thử cái món sườn xào này thì mình sẽ lấy một chút cơm rang. Đây, cơm rang nha các bạn nhá. Mình gọi là cơm rang trứng. Ở Thái thì người ta toàn ăn đĩa với dĩa với cả thìa thôi. Cơm rang ngon, thịt mềm đấy nhá. Này, dễ xé cực. Cay không? Không cay. Chưa ăn được đấy. Sườn ngon nha các bạn nhá. Bây giờ mình sẽ review thêm một món cá hồi nữa nha các bạn nhé.
cá hồi với cả khoai tây dầm. Nói chung ở đây các món làm đều tay các bạn ạ. Món nào cũng dễ ăn, hợp với cả khẩu vị người Việt Nam mình. Thế như mấy quán trong ngõ lại ngon hơn ở ngoài đường nhỉ? Thì nó phải phục vụ giỏi thì khách mới bò được vào chứ. Thôi, khách chúc mừng vì chúng ta cảm biết vì thì đi nửa chặng đường rồi. Alo, xin chào tất cả mọi người. Hiện tại cả nhà mình đang ở khách sạn Sê Tân vào một buổi sáng đẹp trời. Đây là một buổi sáng đẹp trời ở Bangkok, à được, ở Phuket. Vậy cả nhà mình sẽ thử xem nhà ăn sáng ở đây như thế nào nhá. À đấy, đi đường này rất là gần, đi thẳng ra nhà ăn sáng luôn. Trước mặt mình là nhà hàng ăn sáng đây các bạn ơi. Mình sẽ xem nhà hàng ăn sáng ở Sheraton khách sạn 5 sao thì đẳng cấp nó đến đâu các bạn nhá. Thời tiết thì rất là mát mẻ dễ chịu nha các bạn nhá. Các bạn ơi, mình phải chia sẻ một chút về thời tiết ở Việt Nam so với ở Thái. Thì ở Thái rất là dễ chịu và thoải mái, mặc dù là họ cũng là thời tiết mùa hè nóng. À, hiện tại mình đang ở Phuket nhé, còn Bangkok thì mình chưa đến. Để khi mà đến Bangkok thì mình sẽ review lại cho các bạn xem. Nhưng mà thời tiết Phuket thì rất tuyệt vời, nó rất là mát mẻ, thoải mái, nó không quá khó chịu. Đây, trước khi vào cửa thì sẽ có một bạn nhân viên đứng để ghi số phòng và tên của khách. Đây, mình phải xếp hàng sau 3 người ở đây. Đây, có một số bàn ở ngoài đây. Ở phía trong họ làm tường bằng vách kính. Nhìn 3312. Ở đây mình có thể đọc thấy là ăn sáng từ 6 rưỡi sáng cho đến 10 rưỡi sáng các bạn nhé. 4 3 3 1 2. Inside Bùi Văn Lợi à, hay là Bùi Văn Lợi. Wow. Trang trí khá là bắt mắt. Mình sẽ xem là đồ ăn như thế nào, mình sẽ đi một vòng xem là ăn sáng như thế nào mọi người nhá. Ở đây là quầy để các cái đồ chiên nấu. Cơm này ngon không? Cơm rang ngon không? Cơm rang này nhiều món lắm, quá có đây, cơm đây tôm là này. Coconut pork curry là dừa này, thịt lợn này, curry with pineapple là dứa đấy. Tôm này có cả tôm các bạn nhá, rất là đẳng cấp. Mình ăn sáng mà có cả tôm thì đúng là phải nhà hàng 5 sao. À, tiếp tục sang quầy bên kia. Đây Minh Khôi ơi, Minh Khôi ăn bánh gì nào? Nhiều bánh chưa? Ăn đồ mặn trước đi xong rồi ăn bánh nhá. Nhiều thế. Đây có quầy lấy đồ luôn này. Wow. Ôi, nhiều món. Cô thích ăn mấy bánh này đúng không? Mấy gái? Hai gái, ok. Cô thấy bánh này ngon không? Ok, thế cô ở đây ngồi chờ với chú Lợi ở đây để bố vào bố lấy đồ nhá. Đây, bây giờ mình sẽ review tiếp. Ở đây là quầy trứng. Ở đây có trứng hốp này. Khoai tây, mình rất thích khoai tây. Với cả súp kem này phải. Có cả đậu đỏ này. Còn đây là sampa, là không hiểu là gì, hình như là cà ri. Còn đây là các loại gia vị này. Có cả sốt chocolate này. Bánh này. Mì. Quầy nước này. Đây là quầy mì này. Quầy bánh này.
Nói chung là ăn sáng đây phong phú lắm. Ở đây ăn sáng như là ăn tối ấy, phong phú lắm. Đồ rất là ngon đấy các bạn nhé. Cappuccino hay latte. Ở đây có người phục vụ trà và cà phê luôn các bạn ạ. Mình không phải tự lấy nhá. Morning cả nhà. Hiện tại thì mình đang ở nhà hàng ăn sáng của khách sạn Sheraton. Cảm nhận đầu tiên của mình là cái không khí buổi sáng tại Phuket rất là thích nha các bạn nhá. Đồ ăn đỉnh được các bạn. Ăn sáng mà ngon thật. Năm sao cũng khác. Tôm ngon lắm. Con muốn bố giúp cái gì? Lấy kem đúng không? Ok, để bố hướng dẫn nhá. Đầu tiên này, con nhấc cái này lên này. Nhấc hẳn lên. Cái đấy ai biết. Nó có một cái khớp để giữ. Con lấy cái này này. Con bóp này. Thấy chưa? Nó có một cái để đưa lên để lấy kem. Cái kem nào? Con lấy kem nào? Giống nhau ấy mà. Được. Ví dụ con lấy này nhá, con cào này này, con cào một cái lớp như này, đó, đúng không? Xong rồi lúc để xuống thì con bóp một cái, rồi đặt xuống, đúng không? Đó, con thích kem nào nữa? Một viên ăn thử trước. Sau khi lấy kem rồi thì lấy, đây là mứt gì con? Hả? Nutella nghe lạ nhỉ, sô cô la thì mình biết. Và có rất loại, nhiều loại mứt khác nhau ở đây này. Là gì cơ? Cái gà gì? À, gà gì? Để tí bố vào lấy. Đấy các bạn ơi, mình ăn tôm ngon quá, mình lại phải lấy tiếp tôm và một ít tinh bột, chất đạm và tinh bột. Còn lát nữa mình sẽ ăn hoa quả trắng miệng. Mình gọi một bát mì có bò viên, tôm viên này, mực nữa cho bé nhà mình. Ăn sáng mà nhiều đồ dã man các bạn ạ. Hoa quả ngon nhá, đồ tươi nhá, có chè này, có cả kem nữa. Đấy, rất nhiều món ngon, trên mắt em. Các bé mình rất là thích kem. Đây là nó giống cái gì đó. Vị nhà em tả được không? Béo ngậy, vị cốt dừa mà mềm. Con muốn về nhà. Ngon lắm nha các bạn nhé. Món này rất là ngon, mình không hiểu đây là gọi là món bánh gì, nhưng mà giống như kiểu của mình chín tầng mây của mình ấy. Nhưng mà nó rất là ngậy, có vị cốt dừa. Chào khán giả đi. Chào khán giả. Okay.